là mấy friend nha. And welcome to the game Road, mấy friend. Con đường. Bạn nào vừa đi qua đường đó biết. Mình cần phải đi xung quanh thành phố, mấy friend. Mình cần phải cẩn thận. Mình cần phải đi theo những cái luật lệ của những cái con đường. Nhìn qua bên phải và nhìn qua bên trái. Không được nhìn vào điện thoại. An toàn nhất khi là qua đường gọi là có thêm người đi chứ đừng đi qua mình. Mình đã đếm được 0/4 cái địa điểm thú vị trên cái thành phố này, mấy friend. Mình còn 15 phút nữa. Chắc mình là du khách. Mình có đang vội không? Không. Ủa, tất cả xe dừng lại chưa? Chưa. Thế bây giờ sao? Trong cái tình huống này giờ mình phải làm gì? Đợi một người đi chung rồi qua đường à? Còn 15 phút nữa là mình phải coi hết 4 cái địa danh mình phải lên. Thôi mình vội quá là mình đi đây. Bạn đã nhìn qua bên trái chưa? Rồi. Bạn nhìn qua bên phải chưa? Rồi. Oops. Tất cả các xe đều dừng lại chưa? Chưa. Là sao? Game qua đường nhưng mà mình không hiểu quá kiểu gì hết. Nhìn một bên thôi này. Bạn nhìn qua bên trái chưa? Rồi. Yes. Voi có bay được không? Không. Bạn chắc không? Chắc. Voi làm sao mà bay được? Nice. Qua đường được rồi nè. Qua đường rồi, qua đường được rồi. Gì vậy? Lượm cái đinh gì vậy? Đó rồi, các địa danh, danh lam tấn cảnh trong thành phố đó rồi. Mình phải thăm hết cái chỗ này đi. Nhanh lên, 15 phút nữa là máy bay nó bay rồi. Mình phải lên máy bay về với gia đình. Mình còn chưa đến thăm được một cái địa danh nào hết kìa mấy friend. Hồng 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 hồng. Nhìn có trái chưa? Rồi. Nhìn có phải chưa? Rồi. Bạn nhìn có trái chưa? Rồi. Nhìn có phải chưa? Rồi. Cái gì đó bay được không? Không. Chắc không? Chắc. Voi á. Game gì bưa vậy? Thằng nào làm game này đấy? Khéo mình lại đấm cho nó mấy phát. Quái vậy đấy. À, mình đã thăm được 1/4 địa danh rồi này. Địa danh này là quán bánh mì của Phan Dục đẹp trai mà biết đấy. Nhìn có trái chưa? Rồi. Nhìn có phải chưa? Rồi. Gì đây? Sao con voi lại có cái hình gì bay bay thế này? Còn 12 phút thôi mới đẹp. Nhìn có trái đi. Rồi. Nhìn có phải chưa? Rồi. Let's go. Và nhìn có trái chưa? Rồi. Nhìn lên trời chưa? Mình nhìn lên trời chưa? Chưa. Mình bay được không? Mình không. Không hiểu. Trả lời chậm quá xe tông. À. Hiểu hiểu hiểu. More people. Thêm người. Có người kìa mấy bên. Người ta bảo nên đi chung đúng không? Không nên đi một mình, mấy bên nên đi chung. Có người đi chung đỡ sợ hẳn, không cần phải trả lời luôn. 2/4 địa danh rồi, nice. Còn 2 địa danh nữa thôi là phá đảo game, mấy bên đi chung với anh này cho đỡ sợ. Mình chỉ đặt tên cho anh bạn tóc vàng là một bạn ở trên kênh chat cho nó mang lại cảm giác thân thuộc, ok? Ok, nó là IR, mấy friend. IR bảo là nó hỏi đề bày à? Ai biết. Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng, đúng, đúng. R hên thật á, mình cứ đặt tên game nào là trúng game đó. Xem tí này R có chết không? Nếu mà chết thì xác định 3 năm nữa là mình phù hộ cho những người còn sống ở trên này nha R. Một con lợn R ở đâu đây? Trốn. Không hề. Cái này là mình random thật luôn mà. Mình không có chủ đích. Này có thấy mặt mình nhìn qua bên này không? Không hề nha. Mình nhìn thẳng lên màn hình. Xong rồi mình bấm random một cái. Máy hồn con. Cái gì vậy? Điếc cái tai luôn. Ví dụ gì vậy? Đợi con lợn này rồi qua đường mình đi theo cho mình. Sợ quá. Đợi vừa tối vừa mưa mình đây. Qua đường đi, qua đường đi. Qua đường, qua đường, qua đường. Cho qua với. Okay. Có người dắt qua đường đỡ sợ. Nice, thank you, thank you. Đã dừng chưa? Ai biết. Stop it. Mình còn chưa thăm hết 4 địa danh. Không có bản đồ nữa. Có bấm bản đồ lên được không? Bấm tab lên có bản đồ được không?
chuột trái chuột phải vô coi bản đồ đi chứ, giờ không có bản đồ sao mà biết được là mình phải... À đây 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 R đi đâu mất rồi. Bạn nhìn có bên trái chưa? Rồi. Có bên phải chưa? Rồi. Ấy bay được không? Voi không bay được. Bạn chắc không? Chắc. Ok. Game chứ còn nít chơi mà. Không hiểu sao ban đầu mình lại chết được mấy mạng như vậy. Nice. 3 trên 4 là còn một điểm cuối cùng nữa thôi. Ở đâu thì còn lâu mới biết. Thường thường quanh mấy tờ giấy này là sẽ có mấy cái mình cần đến đúng không? À kia 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 kia. Bên kia kia mình cần qua bên kia kìa. Hết game rồi, hết game rồi. Dùng bro quá. Và dùng đẹp trai nữa. Đúng mấy friend, đúng rồi. Bóp cò vậy là sao ta? Giờ bước vào đây nữa là win game ok. Let's go. Bạn nhìn qua trái chưa? Rồi, có phải bạn nhìn lên trời chưa? Chưa. Bạn bay được không? Không. Bạn chắc không? Chắc. Thật không? Thật. À, tự nhiên hỏi câu thứ 5. You win. Có lẽ là vậy. Bạn nhìn có bên trái chưa? Rồi. Có phải chưa? Rồi. Bay được không? Không. Chắc không? Chắc. Bạn nhìn xuống chưa? Chưa. Bạn nhìn lên trời chưa? Chưa. Bạn bay được không? Không. Bạn chắc không? Chắc. Thật không? Thật. Sao giờ này đau họng về đêm thế này? Bạn nhìn có bên trái chưa? Rồi. Nhìn có phải chưa? Rồi. Bạn con nó bay được không? Không. Bạn chắc không? Chắc. Nó không bay được nhưng mà nó chạy được kìa. Mày mới chạy chậm đấy. Bạn nhìn xuống chưa? Chưa. Bạn nhìn lên trời chưa? Chưa. Bạn bay được không? Không. Bạn chắc không? Tôi chắc. Thật không? Có thật mà. Bao giờ mới ấy đấy? Bao giờ mới về đích? Không có đích, đích đâu mà về. Mấy bạn nhìn xa xa thấy có thấy đích không? Mình không thấy đích. Bạn nhìn có trái chưa? Rồi. Rồi. Xe dừng chưa? Rồi. Bạn chắc không? Chắc. Hay là mình chạy thẳng về hướng này? Không được. Bạn có vội không? Không. Bạn nhìn lên trời chưa? Chưa. Bạn bay được không? Không. Bạn chắc không? Chắc. Thật không? Thật. Bạn lừa không? Thật không? Thật. Bạn. Ủa? Nữa hả? Cái game cho mình một cơ hội này. Mình xin được phép speedrun. Rồi rồi. No. Chắc. Đó, người 30 năm kinh nghiệm bây giờ thuộc hết đáp án rồi không? Giống như đi thi thuộc hết gọi là câu trắc nghiệm nữa. Không cần đọc hết câu hỏi, mấy bạn bấm luôn ABC DEF. Cậu đã cố gắng rồi, nhưng chưa cố gắng đủ. No. Yes, yes. À, bạn có lừa không? No. No. Thì ra cái câu really trong dấu đỏ lộn ngược là mình bấm no mới đúng. Chứ không phải là bấm yes, này mình bấm yes. Rồi, rồi. No. Yes. Cô cố gắng nhưng không đáng kể. Yes. Yes. No. Yes. Hình như mình đi chạy lùi nó không có hỏi. Chạy tới nó mới hỏi mấy friend à. Nè, chạy lùi đâu bị hỏi đâu. Thì ra là bí quyết ở đây là vậy. Chỉ có người 30 năm kinh nghiệm mới nhìn ra được như vậy. Yes. Yes. No. Yes. Giờ chơi game bằng một tay thôi. Người chơi uống nước. Yes, yes. Yes, yes. Rót nước được. Mic cạn được. Yes, yes. No, yes. Yes, yes. No, yes. Lần này thì có thực sự là dùng bro và đẹp trai chưa mấy friend? Lần này thì từ chối kết quả này đi. You are winner. Mấy friend làm gì win được mấy game này? Mấy game này đòi hỏi là phải có 30 năm kinh nghiệm.
biết tiếng Anh, biết luật giao thông, biết xử lý tình huống bằng một tay, với lại biết điều, biết đẹp trai nữa. Mấy fan thiếu nhiều mấy cái đó lắm.